đối với nghĩa vụ quân sự năm 2025 thì sẽ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, thời điểm đi nghĩa vụ quân sự năm 2025. Theo Điều 33 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 thì hàng năm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân lần thứ 2. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Như vậy, thời điểm đi nghĩa vụ quân sự 2025 sẽ rơi vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2025. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân lần thứ 2. Công dân cần căn cứ vào lệnh gọi nhập ngũ của địa phương để thực hiện đúng thời gian nhập ngũ. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự năm 2025. Căn cứ vào Điều 21 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 quy định thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 6 tháng khi thuộc các trường hợp sau. Để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Như vậy, thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2025 là 24 tháng và có thể kéo dài không quá 6 tháng nếu thuộc các trường hợp được quy định nêu trên. Lưu ý, thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên của Bộ. Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2025. Tiêu chuẩn tuổi đời, công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thi tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Về tiêu chuẩn chính trị, thực hiện theo thông tư liên tịch 50/2016 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh, nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Về tiêu chuẩn sức khỏe, tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định. Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh, nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3, tật khúc xạ về mắt, nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS. Tiêu chuẩn văn hóa, tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên. Trường hợp không đi nghĩa vụ quân sự 2025. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 được bổ sung bởi điểm C khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ, chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được, Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.
cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa học đào tạo của một trình độ đào tạo. Dân quân thường trực. Bên cạnh đó, các trường hợp được quy định tại khoản 2 điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được miễn gọi nhập ngũ nghĩa vụ quân sự 2024 gồm có các đối tượng sau đây: con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Lưu ý, công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ nêu trên, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Mức phạt trốn nghĩa vụ quân sự 2025. Về hành chính, đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định, khoản 2, 3, điều 4, nghị định 120/2013 quy định hành vi không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định tại luật nghĩa vụ quân sự 2015 bị xử lý như sau. Phạt cảnh cáo đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự nhưng không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Phạt tiền từ 8 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng đối với trường hợp không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp đã phạt cảnh cáo nêu trên, hoặc các trường hợp không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, nơi cư trú theo quy định. Đối với hành vi vi phạm về kiểm tra khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, theo Điều 6 Nghị định 120/2013, hành vi vi phạm về kiểm tra khám sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị xử lý như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá trên dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Đối với hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ, khoản 9 điều 1 Nghị định 37/2022 quy định phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự như sau. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, điều 7, Nghị định 120/2013/NĐ-CP. Về hình sự, căn cứ điều 332 Bộ Luật Hình sự, người có hành vi phạm tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị xử lý như sau. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm. Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình, phạm tội trong thời chiến, lôi kéo người khác phạm tội,
Như vậy, tùy theo hành vi, hình thức trốn tránh nghĩa vụ quân sự, mức độ vi phạm mà người trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt hành chính theo mức phạt tương ứng. Trong trường hợp hành vi vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, người phạm tội còn có thể bị phạt tù tối đa lên đến 5 năm tù giam.